Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp đôi song ca tiếp theo, đó là tiếng hát của ca sĩ Bình Nguyễn và ca sĩ Hồng Sơn, ca khúc được một liên khúc được mang tên Có Thế Thôi, và xin mời hai ca sĩ lên sân khấu ạ. Xin chào tất cả các anh, các chị và các bạn ạ. Bình Nguyễn và Hồng Sơn cũng gửi tới ca khúc Có Thế Thôi, xin mời tất cả các anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Mộng tình hai đứa tan từ đây rồi, mình một mình bước đêm lẻ loi. Em nào lòng giọt xa tình ban đầu, lời nào còn nữa đâu mà cho nhau. Giờ thì hai đứa xin vậy tay chào, đừng hỏi gì nữa khơi lòng đau. Nhớ hay thương mình cũng xa rồi, biết bao giờ mình chung. Hai đứa xin vẫy tay chào, tình mình đã chết thôi từ đây. Thôi đừng nói làm chi khi tình yêu tan vỡ, đừng nói đừng trách người ơi, cuộc sống nổi trôi bóng mê đưa đường tôi xa người. Giờ trở về đây để tìm em đã theo còn đâu vùi xuống mồ sâu với bao kỷ niệm thuở ban đầu. Giờ đợi lại nhau và ngày xưa nhắc nhớ thêm sâu.
giờ ơi lại nhau vạn ngày sau nhạc nhớ thêm giờ với lại nhau vạn